Yes, girl we can know. Marvin cho chơi với lại vợ tương lai của Marvin. Sao Dina? Thôi, em nó còn bé, chưa gì mà đã. Vin ơi. Chưa, chờ lớn đã. Thế thì được. Yêu thương em thế thì được. Đây là Marvin và Tina. Tina là con chó Rottweiler cái mới nhập của trại Ruby. Cho hai con ra chơi với nhau. Nhập Tina về là để sau sẽ gấp phối với mẹ Marvin. Hy vọng trông chờ vào đàn con của hai đứa này. Coi như đây là vợ nhận cặp vợ từ lúc còn đang trong bụng mẹ đấy. Ra chơi với này Tina đi. Vin. Đúng rồi, ra đằng này chơi không ra đằng đấy nền đất. Thế Tina có thích anh Vin không? Nào Tina ra đây xem nào. Vin cầm ra đây Vin ơi. Vin ra đằng này chơi. Ở đây mà chiêu sức còn bùng nổ à? Cầm bóng ra đây để chiêu sức của Bruno. Nó như trẻ con đấy, nhặt được bóng là ra khoe với thằng con ở trong chuồng. Nhất là ở chỗ con Bruno, bởi vì hiện tại bây giờ có mỗi Bruno đang được thả ở ra ngoài thôi. Nào Vin nào.